Rồi, hello cả nhà, sắp cho nên chung quay nội. Bữa nay là Mỹ Dung đồng hành với em Hằng Kali nha. Nấu 200 phần ăn bữa sáng cho hai bệnh viện. Thì bệnh viện Lao và bệnh viện Tâm Thần của thành phố Vĩnh Long. Thì bây giờ đang chuẩn bị nguyên liệu thì 6 giờ rưỡi phải qua phát thử ăn sáng ở bệnh viện. Thì ở đây là nuôi nấu với thực phẩm. Thì đây là nguyên liệu ở nhà đã chuẩn bị sẵn hết, bây giờ chỉ vô bọc và nấu nước súp. Thì ở đây là tỏi phi, hành, tiêu, rồi bên đây thì ngò, cải đỏ, giá nuôi là đủ 200 phần cho hai bệnh viện. Một bệnh viện Lao và một bệnh viện Tâm Thần. Thì thường thường tất cả bệnh viện là có bếp ăn hết, nhưng mà do năm nay dịch bùng phát nhiều quá thì tất cả các bếp ăn của bệnh viện đã được đóng cửa hết. Người ta không có cho vô nấu, người ta chỉ cho mình nấu sẵn ở nhà, mình mang theo. Thì bây giờ ở nhà mới xuống lại nấu. Thì lâu rồi, cả năm nay dịch mình cũng không có đi ra đường được, mình cũng không có nấu ở bên bếp ăn đó được. Thì bây giờ mình mới nấu lại, nhưng mà bây giờ phải nấu từ nhà đem qua. Rồi bây giờ là tới cái khâu thịt đã bây giờ viên rồi, nuôi và tất cả đồ ăn làm rồi. Thì bây giờ sẽ vô bịch đồng hành cùng Mỹ Dung thì có nguyên một top nhân viên của shop luôn. Để bây giờ vô bịch nước súp thì đang nấu. Nấu cái nồi nhỏ đã đưa qua cái nồi lớn đó. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ bắt khâu vô bịch đi mấy đứa. Một con một chén nuôi hả con? Rồi bây giờ tới vô bịch. Vô bịch nè ha, chuẩn bị đi. Bây giờ ăn nuôi á thì nhớ đến Hằng Kali, nhớ đến mấy anh em có gia đình Hằng Kali khi đi uống cà phê ăn sáng thì hay ăn nuôi. Con mới hái cái thao hành nè. Cái hành để cho nước vào nó mới chín để cho cái miếng. Cái gì mà? Cái nấu thóc này thằng nó để mình nấu. Một chén nó nước nhiều lắm. Một chén vô nhở. Bỏ miếng riêu vô. Cái gỗ hay cái gì á, mà để nhiều vô, chuyện nước. Anh ơi, kem cái gỗ em bỏ vô. Cái gỗ mà. Đây tôi chị mượn cái giá. Một bên đó thì nuôi tỏi phi này là thấy thôi, còn là thấy thèm mình quá con. Tí xíu thôi cưng, trên nó xí tô rồi đó. cái này là nấu là tổng cộng là 300 phần, tại vì 250 cho hai bệnh viện. Rồi cho nhân viên shop ví dụ nướng phần luôn là 50 phần nữa là khoảng 300 phần. Cái khâu này là thì hồi chiều là đã mấy quản lý bếp là đã chuẩn bị luộc nuôi trước rồi. Bắt con chích phụ đi cưng, chỉ làm mỗi thiệt thì chích bỏ vô đó đi chị. Ba miếng nha. Ba miếng nha. Cái thao thịt hấp dẫn quá ha. Nè phải thao tỏi phi. Tỏi mà cái con nhỏ quản gia nhà nó kỹ mà kêu nó đi mua ngoài chợ nó bốc mua nó tự nó phi luôn, thấy thèm gì đâu. Ôi ôi nó ngon gì đâu. Cái khâu trang bịch vô.
ngon quá, ngon quá. Cái nghề này là cái nghề của em đó giờ còn. Em làm hoài à. Mà hồi xưa đó thì ở bên bếp ăn á thì nó cho mình qua nấu. Cái đó cột lại luôn kinh. Chưa có củ cải à? Hả? Không, củ cải thì để vô nước lèo luôn. Cho nó vậy là riêng hả? Vậy đây phải thoa nó qua cột thì cái này cột chín rồi, cột không lại luôn. Ủa chứ phải con bỏ vô nước súp luôn con cột lần hả chú? Dạ không, cái chuyện gì nào đó, đó bỏ vô khoa nào mà cứ bỏ cái ấy. Phải, tức nghĩa là không phải còn phải bỏ rồi mình nước súp vô đây mới cột hả? Dạ, dạ không, cột ấy như được cái bỏ. Rồi con lại con lại con túm thun rồi đi con. Túm thun cái bà ngoại làm rồi nè. Rồi bây giờ hoàn thiện là ê, cái này chưa có thịt ông nội. Dạ, dạ thịt bỏ chung vô đây. Rồi sao nãy giờ bỏ này thịt bỏ vô bịch nè. Ta thấy cái này là sai sai rồi đó. Thịt đổ chung với trong đây luôn. Dạ. Chỉ có đổ nước súp thôi rồi cột lại. Nè, để bà Bảnh làm lại giùm tôi. Bỏ vàng chi nữa ba bịch ha. Đúng rồi, đi đi. Rồi, Linh qua Bảnh làm đi con. Bỏ vô bịch nước súp như vậy. Một con một chén nuôi hả con? Rồi bây giờ tới vô bịch. Vô bịch nè ha. Chuẩn bị đi. Bây giờ ăn nuôi á thì nhớ đến hàng cao ly. Nhớ đến mấy anh em của gia đình hàng cao ly khi đi uống cà phê ăn sáng thì hay ăn nuôi. Con mới thấy cái thao hành nè. Cái hành để vô nước lèo nó mới chín để cho nó. Cái gì mà? Ăn một chén này ba ăn ngon rồi. Ồ, một chén nước nhiều lắm chứ không biết đâu. Nước vô nhở. Bà lấy cái gỗ hay cái gì á, bà lấy nhiều nhiều lắm chuyện nước. Anh ơi, kem cái gỗ em bỏ vô. Cái gỗ hả? Đây tôi cho chị mượn cái giá đi. Một bên á thì nuôi hỏi phi này là thấy thao còn là thấy thèm mình quá con tí xíu mà cưng nhiều trên nó xí tô rồi đó. cái này là nấu là tổng cộng là 300 phần tại vì 250 cho hai bệnh viện rồi cho nhân viên shop ví dụ nước phần luôn là 50 phần nữa là khoảng 300 phần. Cái khâu này là thì hồi chiều là đã mấy quản lý bếp là đã chuẩn bị luộc nuôi trước rồi. Ốc con chích phụ đi cưng, chỉ làm mỗi thịt thì con chích bỏ vô đó đi chị. Ba miếng nha. Ba miếng nha. Cái thao thịt hấp dẫn quá ha. Mẹ phải thao cộng đi. Nổi mà cái con dẫu quản gia nhà nó kỹ mà kêu nó đi mua ngoài chợ nó có mua nó tự nó phi luôn thấy thèm gì đâu. Ôi ôi nó ngon gì đâu. Cái khâu trang bịch vô. Ngon quá, ngon quá. Cái thao về lấy một
mất tiền đâu, hồi nào tất cả đã đổi. Chưa có thành viên sẽ đổi xíu xíu hồi nhẹ. Cái nghề này là cái nghề của em đó giờ còn em làm hoài à. Nhưng mà hồi xưa đó thì ở bên bếp ăn á thì nó cho mình qua nấu. Cái đó cột lại luôn cưng. Chưa có củ cải à? Hả? Không, củ cải thì để vô nước lèo luôn. Cho nó vậy là riêng hả? Vậy để cái thò nó qua nó cột thì cái này cột dính lại, cột xong lại luôn. Ủa chứ không phải con bỏ vô nước súp luôn, con cột lần hả chú? Dạ không, thực hiện gì nào lắm đó, bỏ vô khoảng không phải, cứ nghe là không phải còn phải bỏ vào mình nước súp vô đây mới cột hả? Dạ, dạ, không, cột lấy được cái bỏ. Rồi, con lại con túm thun rồi đi con. Túm thun cái bà ngoại làm rồi nè. Cột không lại hả? Cột không lại không? Dạ, cột không lại luôn nha. Rồi bây giờ hoàn thiện là... Ê, cái này chưa có thịt ông nội. Dạ, dạ, thịt bỏ chung vô đây. Cái rồi sao nãy giờ bỏ này với thịt bỏ vô bịch nha. Ta thấy cái này là sai sai rồi đó. Thịt đổ chung với trong đây luôn. Dạ. Chỉ có đổ nước súp thôi rồi cột lại. Nè, để bà bảnh làm lại giùm tôi. Bỏ vàng chi nữa ba bịch ha. Đúng rồi, đi đi. Rồi, Linh qua bảnh làm đi con. Bỏ vô bịch mấy phút như vậy. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn nuôi anh like. Ăn nuôi anh like. Trời ơi, mấy con nhỏ nhỏ nhỏ. Thấy mà mấy con chó chạy lại nuôi á, nó không nghe tiếng em thôi, nó nghe tiếng em là nó mừng rồi nó sủa như vậy đó. Hả, nó không nghe tiếng em thôi á, đi Mỹ về á, mấy tháng về á là nó mừng cơ mà. Không có cái gì mà khôn bằng lời chó. Đi Mỹ về mấy tháng mà nó không quên. Đó, mỗi lần nó nghe tiếng em nói là nó sủa vậy. Cưng lắm, cưng lắm. Này chị Nhi qua đây, chị Nhi qua đây, chị Nhi. Thế mà hả, thực tầm nãy vô rồi đó mày. Đổ qua đó hả? Để đi. Rồi đổ cho đó đi. Thôi bây giờ cột miệng lại được rồi đó thôi. Trời ơi, hấp dẫn dễ sợ, hấp dẫn cái thao thịt này dễ sợ. Hấp dẫn thao nuôi này dễ sợ. Ngon lắm, hấp dẫn lắm. Lấy cái bọc của anh Vũ. Mình vô thêm cái bọc nữa là mình để cái bọc vô cái bọc vậy á. Hello anh Xui. Không, anh xin chiên với nó cho nó được cái lượng lượng. Dạ, dạ. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Cái này có bộ nuôi hơi nhiều à. Để đi. Nên là ăn cho no luôn. Thì bây giờ gà bếp. Cái bếp bếp ăn từ thiện của bệnh viện Lao và bệnh viện tâm thần bây giờ nâng nấu rồi. Tất cả bệnh nhân người ta đều phải tốn tiền đi ra căng tin mua, rất là tội nghiệp. Thì không có gì mà quý hơn sức khỏe. Thì Mỹ Dung cũng bệnh rề rài hoài. Thì bây giờ cố gắng giữ gìn sức khỏe để nấu bếp ăn lại cho hai bệnh viện. Mà không có thời gian, tại vì một ngày ngồi online suốt mười mấy tiếng. Bữa nay là khang tiếng, bữa nay là bệnh. Đây có nhiều chị tìm Facebook mình mà tìm không được. Đây bữa nay mình cho coi kỹ Facebook của mình, trang fanpage là Nguyễn Thị Mỹ Dung. Ảnh đại diện của mình là ảnh này. Cả nhà đánh vô trong fanpage Nguyễn Thị Mỹ Dung là vô ảnh tìm ảnh đại diện này là đúng Facebook của mình.
Có nhiều chị cứ gọi kiếm đó, ủa sao chị kiếm Facebook của em hoài mà không kiếm được. Thì thấy ngon dạ. Cả nhà vô Facebook này là đánh lên này, hoặc là cái Facebook này, thì hai cái Facebook mẹ con mình là online mỗi ngày. Đây là Ngọc Linh, Ngọc Linh và Nguyễn Thị Mỹ Dung. Rồi, mời cả nhà uống cà phê. Uống cà phê online. Đi cà phê đó. Uống cà phê online nha. Sáng ra đó là ngủ dậy là làm gì là phải có cái ly cà phê mới tỉnh. Hồi đó giờ quen rồi. Rồi mới làm công việc nổi, còn nếu không có ly cà phê là ngáp. Cực lắm. Chứ hôm này ngồi lại tới 11 giờ. Nên tắm ăn cơm mà thấy đúng 12 giờ mới lên giường. Thì ngủ chỉ có 3 giờ dậy là phải qua đây phụ nhân viên làm. Cái này tất cả này là nhân viên của shop Mỹ Dung hết, đã cùng đồng hành cùng Mỹ Dung để nấu bữa ăn từ thiện này đó. Tất cả này là nhân viên của shop hết. Ném cho đủ thịt nha. Bảy viên là bảy viên nha. Cái nào bể bể lại nhà mình ăn. Nuôi. Thấy nuôi này là nhớ tới khi ở Wakali. Rồi bây giờ lên xe. Lên xe đi qua bệnh viện. Thì đồ ăn xong rồi. Thì hôm nay thì em được bệnh viện lao những người nữ người ta không có quần áo mặc, thì đây được một số quần áo chở theo luôn, chở sang một xe luôn. Thì bây giờ lên xe trước là quần áo, mở cửa ra chắc lên được mấy trăm bộ đồ cho những chị em bệnh viện tâm thần và bệnh viện lao. Ở đây chắc đầy xe luôn, không có chỗ ngồi luôn. Cũng được mấy trăm bộ đồ. Cái này thì nhờ qua bển nhờ cái anh bên bệnh viện người ta phát. Dịch quá mình cũng không có dám phát. Được mấy trăm bộ đồ của xưởng may Kim Hương cho. Mình mua mà em ấy nói thôi, có mấy trăm bộ lộn xộn mà để cho chị làm từ thiện. Thì Mỹ Dung cũng xin cảm ơn hai vợ chồng nhà Mai Kim Hương. Cũng được mấy trăm bộ cũng đỡ, chưa có liên hệ với xưởng may nào mua được hết. Không hết tiền chiếc nữa con. Thì xe thì cắt đầy đồ rồi. Bây giờ thì ở nhà thì đi Honda. Rồi qua đây thì đồ ăn bên đây cắt cái gì sao. Đồ ăn thì vô bội rồi. Bệnh viện tâm thần là 80 phần. Bệnh viện lao là 130 phần. Thì xong hết rồi, bây giờ chỉ lên xe đi. Thì không có chỗ ngồi, phải đi Honda. Mấy mẹ con đi Honda. Chứ xe thì không đủ chỗ. Được không con? Dạ. Nhiều quá không hết không. Bây giờ dịch đó thì trống trơn. Không có ai hết. Ai ở nhà nãy không được đi lung tung trong mùa dịch này. Sớm xì dắn que.
Đây có anh này độc thân chưa vợ nha. Nhiêu tuổi rồi? Có chị nào muốn làm quen không? Chị đi té té thôi trời. Kiếm vợ cho ông nội. Chị ghét tôi làm mai vợ cứ đi cà te vậy. Thôi đây rồi. Anh Vĩnh, lên giùm em đi. Bộ em tay kéo ra mới mở cái xe lên được. Mở cửa đi. Nặng lắm. Trên dưới gì cũng đầy xe. Được. Nặng quá. Quay xuôi không Vĩnh? Anh này là áo đỏ nha mấy nàng. Áo đỏ là chủ vừa phế liệu kế bên nhà, thấy thương lắm. À, nhà Mỹ Dung có cái gì cũng qua phụ, không có vợ, giỏi à. Chắc không hết anh Vũ hả? Cái trên dòng lên được, còn lên trên này. Cái bội nào 80, cái bội nào 80, giỡn đi hết. Coi 80 để ngoài đi, đi qua bệnh viện tâm thần trước. Rồi mới quay qua bệnh viện nào. Bệnh viện luôn này. Đẹp phải xuống mới được. Rồi xuống này, xuống. Xuống. Bây giờ đã tới bệnh viện tâm thần rồi. Thì bệnh viện tâm thần là khóc, mình không có vô phát được. Bây giờ là người bệnh tâm thần, người ta không có kiểm soát được. Nên những bác sĩ trong đây người ta sẽ đi phát. Thì bây giờ xuống 80 phần. Qua luôn. Cái bội này anh thầy cứ phát đi là mới chịu, em khoảng 7 giờ em mở là mới rồi, vô giao cho mẹ nó chết rồi. Nó nặng rồi, có bánh xe đã quá vậy trời, có bánh xe rồi hả? Bệnh viện tâm thần ta tiếp nhận cái người tài trợ của chị Hằng nha. Chị Dung, chị. Rồi, chị Dung. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, hẹn gặp lại. Dạ, dạ. Bye bye. Rồi, cái này hồi nữa con bà nói tôi đang ba chú dùm. Cái này rồi. Cái bội này thì họ cũng đem qua đưa anh Hiền đi, rồi mời chị đưa qua chị chở. Bye bye em nha. Bây giờ đi qua bệnh viện. Lao phổi. Chết vô. Bệnh viện lao phổi, bây giờ là... Rồi phát hàng vô đi cho chị là chiếc phát được. Hai hàng đi vậy, vô đi trước sau gì ngồi nào cũng có, không thiếu là sợ. Hai hàng con đi. Hai hàng hả?
Dạ, có hai người đứng khoác à. Quần áo được mấy trăm bộ. Thì hôm nay á là đến đây là khoác đồ ăn điểm tâm sáng cho bà con ở bệnh viện Long Phổi của thành phố Vĩnh Long. Thì được một số quần áo để từ thiện. Thì do dịch quá thì nhờ anh Hiền, đội trưởng của bếp ăn từ thiện của bệnh viện Lao và bệnh viện Tâm Thần, à, nhà anh Hiền ở lại thì mới chịu phải phát cho bà con. Thì bây giờ Mỹ Dung phát đồ ăn thôi. Thì đồng hành cùng chuyến từ thiện này thì Mỹ Dung xin cảm ơn em Hằng Cali ở Mỹ. Hai chị em đã đồng hành tài trợ chương trình này. Rồi bây giờ bắt đầu phát cho mấy chị, là bữa nay là mỗi người một phần nuôi nuôi nha. Rồi bắt đầu mỗi tuần thì tụi con ở đây phát vào ngày thứ bảy, thì mấy chị tranh thủ ra mấy chị nhận. Còn quần áo thì họ anh Hiền anh phát giùm. Rồi đúng lên hai người vỗ tay chứ. Rồi bệnh người nói là người hai bệnh sáng. Quần áo đi lên chảnh khoảng chừng 8 giờ xuất nhận. Dạ. Thì bây giờ quần áo cho ăn uống đi 8 giờ xuất nhận. Dạ, coi cho xin 7 người trên chảnh rồi. Không có ai nuôi 7 thằng 14 không vậy? Đúng, không có 7 người đó mặn. Không có mặn đâu đó. Dạ, dạ, muốn xin 7 người. Chúc mấy phần. Chúc có 2 người rồi. Dạ. Cho các bạn phải xếp bạn nè. Với tôi thêm hai nữa đi. Rồi người em nhận xong rồi cứ vô giùm nha. Cảm ơn chú, cảm ơn con. Cho em muốn xin mấy phần cũng có hết. Khoan cái gì? Em đi, tính người nào cũng có. Người nào cũng có hả? Em muốn phần cũng vô. Muốn cho hai người kia hả? Rồi rồi, để kiếm sao sẽ nấu nhiều hơn. Tại vì anh em nấu phần thì nấu không kêu. Rồi, cảm ơn anh nha. Đây là sao? Cố gắng hết bệnh kia nha, đừng ở ngoài nha. Cảm ơn. Chưa nè. Mà bệnh đi không được thì nhà anh Hiền đem lên giùm. Rồi bỏ xuống đây luôn. Bỏ xuống đây luôn. Để cái bạn này, để cái bạn này. Bỏ cái này bỏ lên luôn. Để cái bạn này, nhà đi đi. Thôi, tiêu gì gặp anh em được rồi. Chừng nào nấu lại thì em mới nấu cơm được. Nấu cơm nhà nó luôn luôn á. Bây giờ em đăng ký mỗi tuần cho đồ ăn sáng cho nên chừng nào bếp nấu lại thì em qua nấu. Ngay nhờ thứ bảy ăn sáng mỗi tuần hay là. Dạ, có gì nên em có phát sinh cái gì thì em nấu anh em. Nhưng mà phải đợi bếp nấu rồi nó được, chứ ở nhà nấu thì không có nói sợ. Rồi vậy tôi
tổ trưởng bếp ăn cũng thay mặt là những người bệnh trong hai bệnh viện này là cảm ơn chị gì? Chị Hằng ở Cali nha. Là chị Mỹ Dung. Là toàn thể mạnh thường quân hết trong ngoài nước hết nha. Dạ. Rồi. Thì mong mấy anh phát cho em, tại vì nói chung mùa dịch em không dám đi. Đó, để anh em mới là bây giờ em sống chung với dịch đó, chứ thật sự là mấy tháng nay là không có dám đi đâu luôn. Rồi bây giờ chú ơi, nhưng mà bây giờ phải đi thôi, để giúp đỡ những bệnh nhân ở đây. Rồi thôi em về nha, lần nữa em cảm ơn anh, có gì qua sao. Rồi, bye bye.